Dự Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dự Thảo ơi, hiện nay á, trong xu thế ăn ngon mặc đẹp á cô, Ngọc Hương thấy những món ăn á, thay đổi liền liền như mốt thời trang vậy đó. Thật ra cũng không đến nỗi như là mốt thời trang đâu, món ăn thì tất nhiên là có sự thay đổi. Món ăn mà có ngon đến cách mấy đi nữa, ăn một thời gian thì cũng sẽ chán và người ta có khuynh hướng là thay đổi để giúp cho ngon miệng hơn. Dạ. Cô lấy ví dụ như là món lẩu nè Ngọc Hương biết không? Ở Sài Gòn thì người ta hay nhắc đến món lẩu mắm đó. Dạ, đúng rồi. Rồi sau đó một thời gian người ta lại chuyển qua lẩu bò nè, lẩu dê nè. Rồi có một cái khoảng thời gian dài lắm, đi tới nhà hàng hay ăn tiệc gì cũng có món lẩu Thái hết. Đồng ý. Còn gần đây thì lại có nhiều loại lẩu khác nữa. Mà đơn cử á, gần đây món lẩu mà được mọi người ưa thích đó là món lẩu nấm đó cô Thảo. Ngoài lẩu nấm ra còn một món lẩu xí mách nữa, Ngọc Hương biết không? Ủa, lẩu xí mách hả cô Thảo? Sao nghe có vẻ bình dân quá vậy cô Thảo? Đúng rồi, tất nhiên cái tên gọi nó rất là bình dân là vì xí mách chính là cái phần xương sau khi mà mình nấu nước dùng xong thì nó còn lại phần xương đó, người ta gọi là xí mách. Nhưng mà món lẩu xí mách thì rất là ngon, giàu canxi và đặc biệt là tuổi teen thích lắm đó. Nhiều ưu điểm vậy đó hả? Cô, hay là bây giờ mình mời quý vị khán giả vào bếp với món lẩu xí quách. Để chuẩn bị một nồi lẩu xí quách cho khoảng 4 người ăn á, thì Ngọc Hương chuẩn bị khoảng 1,5 kg xương ống heo, một củ cà rốt, củ cải trắng, hành tây, một trái lê, một trái bắp Mỹ và 1/4 cải bắc thảo, vài vắt mì trứng, khoảng 200g nấm đùi gà, rau tần ô, rau cần tàu, các loại gia vị thông thường, nước tương lisa và hạt nêm Asingon. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải trụng sơ phần xương ống này ở trong nước sôi, sau đó chúng ta vớt ra ngâm vào nước nguội và chúng ta mới nấu nước dùng. Và bây giờ cô đã chuẩn bị sẵn cái nồi nước dùng đã nấu trong khoảng 1 tiếng rồi thì để chúng ta chuẩn bị tiếp cho nhanh Ngọc Hương nha. Dạ. Và đây là nồi nước dùng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Dạ. Cô Dự Thảo ơi, Ngọc Hương thấy ở ngoài tiệm họ nấu nước dùng rất là trong nè. Nó có nhiều yếu tố để làm nên một nồi nước dùng trong và ngon. Đó là thứ nhất, chúng ta phải rửa xương cho sạch, trụng sơ xương với lại nước sôi. Và sau đó trong quá trình nấu thì bắt buộc là phải để lửa riu riu và hớt bọt thường xuyên. Lê thì chúng ta sẽ gọt vỏ, phần này thì chắc Ngọc Hương giúp được đây. Đây, để Ngọc Hương phụ cô Thảo nha. Ngọc Hương giúp cô. Và bây giờ chúng ta sẽ chặt bắp ra từng khúc nha. Dạ. Và những cái khúc bắp này có độ dài khoảng chừng 4 cm, chúng ta cho vào nấu chung với lại phần xí quách. Dạ. Củ cải trắng chúng ta cũng cắt khúc như thế này và cho vào. Phần lê này chúng ta sẽ cắt và bỏ cái phần cuốn đi, cắt ra làm tư nha, bỏ bớt phần hạt đi. Lê này chúng ta sẽ để sau nghe Ngọc Hương ha. Dạ. Rồi bây giờ đến phần cà rốt, Ngọc Hương ơi, muốn cho đẹp thì chúng ta sẽ tỉa hoa nha. Dạ. Rồi sau khi mà mình tỉa xong thành những cái hoa như thế này rồi, mình sẽ cắt khoanh dày khoảng chừng là 5 ly. Bây giờ là gồm có rau tần ô, chúng ta nhặt sạch để ráo rồi ha. Rau cần tàu thì chúng ta cũng cắt khúc đi. Dạ. Phần nấm đùi gà này thì chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn. Dạ. Nấm đùi gà chúng ta chẻ đôi đi, xong rồi sau đó chúng ta sắc lát như thế này. Hành tây thì chúng ta sẽ cắt muối. Dạ. Cải bắc thảo chúng ta bỏ phần lõi đi, sau đó chúng ta sẽ cắt khúc xéo như thế này. Ngọc Hương ơi, như vậy là bây giờ chúng ta đã nấu phần nước dùng này với lại củ cải trắng với lại bắp được khoảng 1 tiếng rồi và Ngọc Hương vớt bọt hết ra để cho nước thật trong nha. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cà rốt với lại trái lê vào. Và quý vị khán giả nhớ lưu ý, khi cho vào thì chúng ta sẽ tiếp tục nấu khoảng nửa tiếng nữa để cho những phần nguyên liệu này mềm và đặc biệt là cho lê ra hết nước ngọt và tạo hương thơm đặc biệt cho món lẩu. Chúng ta sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh muối nè nha. Dạ. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường. Và 2 muỗng canh hạt nêm Asingon. Asingon. Như vậy là Ngọc Hương sắp sửa được thưởng thức món lẩu xí quách rồi. Đúng rồi, các nguyên liệu sẵn sàng hết rồi. Phần mì thì cô cũng đã trụng mà Ngọc Hương nhớ cái cách mà làm sao để mình trụng mì cho nó ngon và khi mình ăn nó rời nó không bị dính mì không? Đó là chúng ta trụng trong nước sôi nè, sau đó vớt ra cho vào nước lạnh. Đúng rồi. Rồi trộn một ít dầu ăn. Đúng rồi, trộn một ít dầu ăn và có thể cho một ít tỏi phi vào trộn đều thì là mì sẽ rất là thơm ngon. Rồi Ngọc Hương thấy nồi lẩu đẹp không? Màu sắc rất là đẹp là vì có màu nâu nâu của xương nè nha. Dạ. Rồi có màu vàng của bắp, của cà rốt, màu cam và màu trắng của những cái củ cải trắng.
Và bây giờ khi chúng ta ăn thì thích cái gì thì Ngọc Hưng cứ việc nhúng những cái loại rau hoặc là nấm vào tới đó. Tuy nhiên là cái phần nấm này cần phải chín kỹ, cho nên là chúng ta cho vào trước. Dạ. Và để cho nó sôi, nó chín kỹ, chúng ta mới gắp những cái nguyên liệu còn lại. Cô Thảo ơi, bây giờ cô chào mình thưởng thức món lẩu xí quách để Ngọc Hưng còn chia sẻ với quý vị khán giả nữa. Mình sẽ thử chứ. Phần nấm thì chúng ta đã cho vào rồi, phải không? Dạ. Bây giờ tùy theo ý thích Ngọc Hưng thích gì thì là chúng ta cho vào đó. Ngọc Hưng thích ăn cải thảo. Và rau thì xanh, nấm thì nâu nâu. Công nhận á, là bí quyết cô Thảo chỉ hầm xương á, nước dùng của mình nhìn rất là trong. Để Ngọc còn không biết mùi vị thì như thế nào, Ngọc Hưng thưởng thức thử xem rồi nhận xét cho quý vị khán giả nha. Ngon quá cô Dự Thảo ơi. Nước dùng thì ngọt nè, tất cả các nguyên liệu á như là cải nè, cải thảo nè, rau tần ô nè thì xanh giòn, mì thì dai. Tóm lại á, món này á sẽ là một trong những món lẩu mà Ngọc Hương sẽ thực hiện ngay vào trong cuối tuần này để mời cả gia đình mình thưởng thức. Chúc quý vị sẽ thành công. Chia sẻ những cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị hãy viết thư về hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.